Hello anh em đã quay lại với kênh của mình nha. Rồi, đây, mấy con này bay lé lé xuống khu tam giác à. Ok, hai team anh em ơi. Hai team ở bên tam giác đó. Ok, để mình tìm súng á. Rồi mình cong xuống bên dưới đó nha. Hồi nãy mình tính là mình bay ở khu giữa nhưng mà đừng bay xa quá anh em ơi. Đáp xuống khu này lấy súng luôn cho nó nhanh. Có tiếng súng bên đường luôn. Được. Có địch anh em ơi. Cầm Uzi nè. Hy vọng mà đừng headshot mình nha. Đây một ông này. Trời ơi. Không chết hả bà. Cho một viên sọt kinh mới chịu. Ok, còn cái ông nào đứng bên trên nhà bắn M16 kìa. Táp rất là nhiệt tình luôn. Ông này có cái súng AK này. Đó. Ông bên trên này bắn bot. Ok. Xử ông bên trên nhà này xong mình công xuống khu tam giác luôn nha. Chạy đâu mất tiêu rồi. Ok, cầu thang à. Để mình cho một quả nét. À, cũng rút nét. Ok. Smoke. Trời ơi, smoke này. Zing zing. Bye bye zing zing nha. Bay cao nào, nhảy cao nào. Nào, nhảy cùng xinh xinh. Ui. Và thấy ông nào đi xuống metro nhặt cái Groza bắn vậy. Trời ơi, ông này vác Groza vô Bochiki bắn. Chơi vậy, ai chơi lại mới đầu game thôi. Ô, cái gì ạ? Trời ơi. Lại tiếng chặt. Này thì nhảy qua, đồng đội qua công mình nè. Ui, cái ba lu in gì kia thì vác cửa đồ da anh em ơi. Kinh à nha. Ui, sáng nhiệt tình chưa. Mới có đầu game thôi mà chơi cửa đồ da, ai chơi lại ba. Chịu. Ui, tí súng ở hai bên khu tam giác, hai team đang combat ở dưới. Đây rồi, ui, tiếng chân đông vậy. Đông lắm anh em ơi. Trong sang bên phải đi. Mình leo lên trên mái nhà nha. À, nhà Ấn Độ, ok. Pha này mình trèo lên mái nhà thì chết hết. Đang cứu à. Đồng đội nóc ra chắc đang cứu rồi. Ok, mấy bạn luôn nha. Ô, mình thấy một ông này. Ôi, 1, 2, 3. Ba thanh niên anh em ơi. Đang thủ nhà Ấn Độ. Còn lâu mình mới công qua nha. Bắn từ trên đầu bắn xuống nè. Đó. Giờ cho nét qua là xong. Ôi. Chạy vô cứu. Thôi xong. Bye bye luôn nha. Rồi ông kia chạy vô nữa. Bùm. 3 kill. Ủa. Chứ 3 kill còn nóc à. Vậy là cùng một ông cuối. Ôi. Ôi. Thanh niên sao quăng nét không chết. Câu vậy. Nằm đâu rồi. Đâu rồi. Nằm hả bà. Ôi. Trái nét như vậy mà nó không nổ chết anh em ơi. Ông nói đúng câu mà hên luôn đó. Nhân phẩm là hơi bị cao. Rồi bây giờ còn cái ông Groza bên trên. Kiếm cái thanh niên Groza anh em ơi. Ok. Kê cửa này. Ngó á. Làm như đứng ngó mình vậy. Ra đây bạn ơi. Hình như còn có một ông này à. Ông này solo squad à. Xuống nhặt Groza vô clip Bochinki. Còn lâu nha bạn. Chạy đi đâu? Lên nhà trên hả? Mình phải leo lên trên mái nhà. Ui, rớt kìa. Một cốc kia cũng nháy nháy kìa. Cũng muốn leo lên mái nhà hả? Được, được. Cùng suy nghĩ anh em ơi. Đâu rồi? Ô, ô. Trèo hả? Mới nhỏ mà leo trèo nè. Ai mượn vậy không biết. Đồng đội đâu rồi? Chắc không có đâu anh em ơi. May ông này ông bắn một mình Groza một mình mà. Ui, có luôn cái ốp nữa. Ngon. Groza ốp anh em ơi. Đi săn người thôi. Bảy kill. Lên đồi Rohop đi. Chung cư với trường học không có ai. Ô xe. Ui,
Ta sẽ hai anh em ơi. Má ông đây, má ông đây. Hello, hello. Ok, quay lại à. Rồi, tích khô máu chứ gì. Qua đây bạn ơi. Nào, hai tiếng chân nhảy xuống. Hai ông. Mình đứng im luôn nha, móng này không biết mình ở đâu đâu. Đó, một bạn nè. Còn móng nữa đâu. Ngồi đây hả? thấy cái xe màu tím cái là bê lắm, dí theo liền à. Không có đồng đội tới cứu anh em ơi. Cho một cơ hội nữa mà để đồng đội tới cứu mà không tới thôi. Bye bye. Ui, sao mình giữ mấy cái cục phết này làm gì ta? Nhặt gì lắm mà tháo nào mai giờ ba luôn nó đầy. Ok, bây giờ mình qua mình ăn thính bên trên đồi nha. Có xe luôn. Được được. Tắp sang bên này, mình đang có ốp mà. Từ xa bắn tới anh em ơi. Đó, còn chưa nè. Hai thanh niên nè. Chạy đi đâu? Một ông nữa thôi. Thở người nè, ok. Giữ máu rồi. À, trốn à, phá cái lốp xe luôn rồi. Trong xe qua, ui có thính bắn luôn. Ủa nhưng mà không được anh em ơi. Bây giờ phải clear team này. Rồi mình mới đi cướp thính. Đây, đứng đây mà cho nét qua. Cứu, cho cứu. Cho bạn cứu luôn đó. Đừng có phá xe mình. Mình là mình ghét lắm mà nha. Mắc ông nào cứ phá mì ba miền gôn. Thanh niên nào đặt tên mì ba miền gôn anh em ơi. Mê mì hả? Ui, gì đó. Có tiếng nét quăng nữa anh em ơi. Team nào khác tới à? À, trên đồi một ông nè, lấp ló. Ok. Chạy đi đâu? Bạn tính bạn chạy đi đâu? Khốn hả? Ồ, đi chiếc búp kia. Như vậy một ông thôi. Trời ơi, nghĩ sao trốn dưới này. Nè, cho qua nét nè. Đó. Ăn đi bạn. Trốn, trốn à. Lui gì nữa mà lui. Úp tiêu. Ông này đồng đội team kia anh em ơi. Trời ơi, mình quăng qua nét cái lui lại. 12 kill, còn lại 24 người nữa. Ui, xe. Ai da, team mà tới cướp thính đây. Làm gì đó. Ôi, nguyên team. Này, phải là ngon đoạn em ơi. Bốn ông luôn. Chết, nè. Nóc máy rồi, nóc 2 rồi à. Nóc 3 rồi anh em ơi, còn ông cuối thôi. Đâu rồi. Hớ mông nè, ok. Cầm súng luôn, bóng nữa, ui hết nét ta. Đen vậy. Ngồi đó ha, chưa clear anh em ơi. Vẫn còn, leo xe, hết đạn. Chạy đi đâu. Bỏ ông này nữa thôi. Là xong anh em ơi, clear. Trốn à. Cho bạn quá sờ móc này, chạy. Chạy chứ nó nổ. Không chạy à. Ui đâu rồi. Lì á, thêm một trái nữa này. Có chạy không thì bảo. Không chạy à. Rồi, thôi xong. Pha này thì chết nha bạn. Lì à, thấy cho bắn cái là nghiêng người ra bắn hồi à. Bắn mãi à, bắn mãi là. Ôi cái gì kìa. À con bot. Bot mà cũng đi ăn thính à. Bot bây giờ khôn phết đó. Mà lúc trước nó không biết ăn thính anh em ơi. Bây giờ nó còn đi ăn thính nữa chứ. Nhiều bo thôi. Ồ, à hồi nãy có cái team bắn xuống thính đó, tầm bên trái. Ơ, đây. Ông làm chạy, ông còn chạy bên dưới này. Ôi, xe bấm kia ở sâu nữa. Rồi, quay lại khô báo kệ ông kia đi. Cho nét lên. Thằng này nhảy xuống xe hơi bị mắc máu rồi, không ngon. Làm gì, công mình. Công mình nè bạn. Một ông nữa. Trốn sông cây à. Ơ, này thì chạy đi đâu. Đảo qua đảo lại, dân chơi hả? Đã ban à. Ồ kìa. Thanh niên đứng bên trên nằm có à. Nghe chủ cái gốc cây đó anh em ơi. Đâu rồi, nằm đâu rồi. Mới nằm đây mà, cho viên ốp vô đầu này.
đứng bên trên đó hả? Không có chỗ bắn anh em ơi. Từ từ, cho thêm một trái nét nữa đi. Trốn này bạn. Khuyến mãi trái smoke luôn. Không ra à? Công luôn. À đây. Chạy nè. Rồi mình qua ngôi nét yếu máu rồi anh em ơi. Ông này sợ quá chạy, tính là lui về chỗ cục đá đó núp. 20 kill. Ông boss kia có AWM kìa. Ghê. Đang combat ở đâu đó? Ôi, cái gì đây? Sao chỗ này lại có chung cư đây? Có ai cam không đó? Bây giờ mình chết là ngại lắm mà nha, 20 kill rồi. Thôi đi anh em ơi, không có ai hết. Mình sợ cái ông đi búp kia hồi nãy đứng ở cái đó chung cư cam mình. Thính này. Bây giờ nằm lại đợi bo anh em ơi. Ok, để qua chỗ thính xem thử có team nào tới ăn thính không. Vô chung cư đó mình cam anh em ơi. Ở chỗ này cũng có thính này. Rồi, mình sẽ dừng ở chung cư bên ngoài này nha. À, tiếng xe Dacia. Rồi, một team tới ăn thính. Ở chạy đi đâu đây? Hello bạn ơi. Ôi, là, rồi xong xong xong, lật xe lật xe. Ngon cơm liền. Này thì lật xe quá là đen cho một bạn Trung Quốc rồi. Không chết à? Sấy nổ xe như vậy mà không chết. Ở đây. Binh này thì binh nè. Ông này hở người ra đỡ binh đó anh em ơi. Ok. Mà còn nóc nha. Rồi để mình lấy cái xe mình cọc vào thử đi. Xem thử có đồng đội bên đó không. Mà nãy mình thấy có một ông nhảy xuống à. Mà không biết có một ông nào nhảy chung nữa không đây. Ok. Không thấy ai anh em ơi. Ok ok. Đằng xa chạy chạy dưới đồng lên. Một thanh niên này. Rồi. Một ông nữa anh em ơi. Không biết là địch hay là đồng đội. Kìa đứng kê mình nè. Rồi dừng ngay chữ chân trụ điện này. Berry. Berry hả bạn? Quăng nét nè. Mình đang đứng sát phiền bò luôn. Ôi. Yeah. Cho hai trái hai góc ai chơi lại. Này nè. Chết nè bạn. Sang bên trái đúng không? Ủa không chết. Rồi 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 rồi. Bye bye bạn luôn nha. Nhảy ha. Nét đã đủ cho tung xác luôn. Ok, 22 kill anh em ơi. Để mình loot tí đồ rồi mình đi vô bo nha. Qua sẽ bóc cho an toàn. Ở gì kìa? Lại một bạn đã chạy anh em ơi. Hello. Muốn vô khu nhà này trốn hả? Trốn nè. Ui, trời đẹp ơi. Hơi lố, hơi lố. Bắn mình à. Đi đâu? Chạy sang trái. Chạy đi đâu hả bạn? Đứng lại, đừng có chạy nữa. Chạy đi đâu? Sao lại chạy? Duyên hỏi. Còn nóc phải là đồng đội ở trên nha. Bạn này là sợ quá nên là đâm đầu xuống dưới nhà này tính trốn. Chắc là con gái anh em ơi. Tên Duyên. Đợi thứ đồng đội có tới cứu không nha. Ô, chết queo luôn anh em ơi. Đồng đội không xuống cứu. Ông này đi đâu đây, đi đâu đây? Đồng đội hay sao mà chạy xéo 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 xuống chỗ mình đó. À, đồng đội anh em ơi. Đồng đội của các bạn hồi nãy. Ok. Ủa không công xuống à? Trốn mất rồi.
kìa. Làm sao làm sao? Trời, mắc cái gốc cây anh em ở đây rồi. À, bo thu lên bên trái rồi. Ông này không xuống chỗ mình nữa. Nằm. Gì đó, gì đó. Nghiêng người các cứu con này điếu. Ủa, tim kia chết rồi bo à? À, ngó, ngó, ngó. Này thì ngó này. Rồi, xong luôn anh em ơi. Một tim bị chết rồi bo rồi. Còn hai ông nữa. Có thanh niên này chạy vòng 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 vui anh nhá. Không ai bắn ông này à. Mình đang đứng ông này. Chờ cái ông này, ông đứng im xong rồi mình bắn này. Rồi, chạy này bạn. Đào, 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 đào các kiểu con đà điếu. Ui, không trúng ta. Ui, một viên nữa mà không chết. Ai da, chắc là Gluja xa quá nên là bị giảm đam. Rồi, còn hai ông nữa thôi mà. Lên luôn mọi người ơi, sợ gì? Nãy gốc cây nào ta? Quên mất cái gốc cây rồi anh em ơi, không nhớ gốc cây nào. À rồi, ông bên này nữa, ok. Tự dưng muốn top 2 không muốn, muốn top 3 đúng không? Muốn top 3 chứ gì? Thì top 3 này, à né. Này thì né này, nón ở đâu mà sao mất nón rồi bạn? Tự dưng cái nằm im đi cho mình giết cái ông kia đi. Bắn, 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 ngứa tay, ngứa chân. Rồi, còn ông bên kia nữa thôi. Đợi snip đi bạn ơi, ông kia mặc đồ khí chắc là có ốp rồi. Đâu rồi ta? À đây. Này thì ngó nè. Trốn sông cây hả? Đã có ao bo không ta? Hở người này. Rồi rồi rồi. Ra đây. Này thì ngó nè. Một tí thôi nha anh em ơi. Ông hồi nãy là lót cái đầu có một tí xíu thôi nhưng mà mình cho một viên nát não luôn. Ok, như vậy là clip mình kết thúc ở đây. Nếu mọi người thấy video này hay thì đừng quên là bấm cho mình một like. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh luôn. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau.